Thưa quý vị và các bạn, như truyền hình Người đưa tin đã thông tin vào tối qua về vụ việc hai phóng viên báo Gia đình Việt Nam bị giam giữ, hành hung và chặt thẻ hội viên hội nhà. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố nhanh chóng điều tra và làm rõ vụ việc. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng của vụ việc, ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc này. Cụ thể, ông yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 7 năm 2018 và thông tin trả lời báo chí theo quy định. Đồng thời, Ban kiểm tra Hội Nhà báo cũng có yêu cầu gửi lên Công an quận Hà Đông và Công an phường Văn Quán, đề nghị Công an quận Hà Đông và Công an phường Văn Quán khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc, có hành vi ngăn chặn và xử lý hành vi này theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sau khi nhận được thông tin đi tác nghiệp địa chỉ số 5 ngõ 82 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông. Hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam là anh Nguyễn Hải Sơn và anh Hà Văn Long đã bị hành hung và chặt đốt thẻ hội viên Hội Nhà báo. Sự việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần, tài sản của các phóng viên, nhà báo khi đi tác nghiệp. Truyền hình Người đưa tin sẽ còn tiếp tục những thông tin mới nhất về vụ việc lần này.